Thưa quý vị, trong 3 ngày ngày 17, 18 và ngày 19 tháng 8, Ủy ban Nhân dân phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ đã tiếp nhận và phân phối kịp thời hàng chục tấn rau củ quả từ thành phố để hỗ trợ cho người dân trong những ngày thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, theo quyết định 2788 của Ủy ban Nhân dân thành phố. Ngay sau khi tiếp nhận, công chức người lao động các lực lượng làm công tác phòng chống dịch của phường đã tổ chức phân loại, xử lý phần rau quả bị dập úng do vận chuyển đường xa, sau đó chia thành từng phần và phân phối đến các ban điều hành tổ dân phố, từ đó cấp phát trực tiếp đến tay người dân. Ban công tác mặt trận khu dân cư rất cảm ơn thường trực Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Khuê Trung đã gửi quà xuống ủng hộ khu dân cư trong mùa dịch hiện nay. Trong các gói quà là hoa quả, củ quả rất là sạch sẽ, đóng gói rất đẹp, tươi sống. Sau đây là ban mặt trận khu dân cư sẽ gửi đến từng hộ gia đình, tay bà con từ các phòng trọ và hộ dân cư. Lãnh đạo địa phương cho biết để đảm bảo nguyên tắc ai ở đâu thì ở đó, đồng thời không để ai bị thiếu lương thực, địa phương đã làm việc hết sức khẩn trương, huy động toàn bộ nhân lực hiện có để phân phát, hỗ trợ hàng hóa thiết yếu đến các hộ dân. Sau khi mà tiếp nhận các mặt hàng lương thực, rau củ quả từ thành phố thì cán bộ Ủy ban Nhân dân cũng như các hội đoàn thể phường cùng với là anh em lực lượng đoàn thanh niên và tình nguyện viên đã có cái việc mà phân loại các mặt hàng rau củ quả để đến tặng người dân. Thì chúng tôi là phân phát qua mỗi bao củ quả như thế này là gồm những mặt hàng mà cần thiết yếu. Trong đó thì mấy anh em cũng có cái sơ chế biến lại để làm sao đảm bảo mà cái mặt hàng đem đến người dân là nó tươm tất nhất. Những xuất quà tuy nhỏ bé nhưng mang ý nghĩa về mặt tinh thần to lớn, phần nào giúp người dân cải thiện chất lượng bữa ăn trong thời gian 7 ngày thực hiện chủ trương ai ở đâu thì ở đó, tiếp tục đồng hành chung tay với thành phố trong công tác phòng chống dịch.